Thế thì đầu tiên nhỉ? Nụ cười em đánh, em đánh rơi. Rồi, rơi này, chơi. Nụ cười em đánh rơi. Tôi vô tình nhặt lấy. Kể từ ngày ông ấy. Lại đi. Thế quần áo đi tắm của mày đâu? Em tưởng em vào đánh ghép. Đánh ghép cầm tiếp vào đánh. Thế xong thì mày có a dít quá rồi mày đi tắm rồi mày. Em bởi vì lúc ấy còn chưa kịp tắm mà đang đánh dép mà để thế ra mà. Để dép, đánh dép xong rồi bỏ ra để tắm. Đúng. Đọc kịch bản đấy à ha? Của lúc của nó, tầm hai. Ê anh Hải ơi, nhắc cả chữ nghiêng cho nó đi. Đây là Đại Hồng Du Ký các bạn ạ. Hôm nay chúng tôi chưa tìm khăn tắm màu hồng mới chịu cơ. Chân thằng nào nằm lông. Các bạn có nhìn thấy màn hình nó có cái gì không? Các bạn có nhìn thấy dưới những icon có gì không? Đây, để bắt cổ ấy à? Kinh chưa, kinh chưa. Gì vậy? Em biết gì đâu. Em biết gì đâu. Đấy, đấy, không nổi chanh nổi cú lên xem mày lắm. Tay kia tôi... Ừ, rồi con sẽ đi tắm đi. Anh Hải, anh chút cái khăn cho nó bằng lại để cho nó ngay ngắn, anh nhìn nó như thằng ăn mày ạ. Anh lấy cái khăn ra xong anh cho nó xung xung lại theo một hình, đúng một hình dọc thôi hoặc hình ngang thôi thế. Đây là khăn tắm mày để chăn. Cái khăn tắm đấy thế. Còn cái áo thì cũng vắt trên vai, thẳng thẳng vào. Áo như cái rẻ lau ạ. Tắm thay mỗi áo không thay quần. Người quần để mặc 3 ngày, sinh viên là thế. Sinh viên được biết 3 ngày. Thay mỗi quần xịt. Mày không hay luôn. Quần xịt khéo quần lột trái luôn. Bây giờ tôi biết tôi không được đeo sinh viên các bạn ạ. Tôi học ở gần nhà, vãi trưởng cả lột trái. Người 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 anh rơi. Rồi, chơi này, anh rơi. Chơi. Rồi, chơi này, tiếp. Nụ cười em đánh chơi. Tôi vô tình nhặt lấy. Kể từ ngày hôm ấy, tôi thành kẻ tư tư. Làm đâu? Tuấn ơi, tí nữa mà bỏ đôi dép ra ngoài là phải vừa. Cái lúc bỏ khăn tắm với cả cái đấy ngoài nhá. Anh cứ xuống chống tay. Cái bỏ khăn tắm với cái kiểu đi xong. Tao quên. Cái chỗ mà đang hát á, cái chỗ mà đang hát mà single xong a một phát là bị rét quá, bị nước vào người thể hiện là nước vào người rét quá cho nó rõ ra. Single a rét cơ. A cái giải ra. A rét quá. Có rét quá. Xong rồi suy xoa vào. Rồi, mẹ. Diễn. Cái gì nhỉ? Nụ cười. Nụ cười mình chơi. Rồi, chơi. Chụp chung xong xinh. Thế nha, diễn. Nụ cười em đến chơi. Tôi vô tình nhặt lấy. Kể từ ngày hôm ấy, tôi thành kẻ tự tư. Lại chuẩn bị đi gặp em thêu của tao à? Mày. Đây nào. Hát xong đã. Khi nào cái hát xong anh mới cho các bạn. Câu hát xong là đến cái câu nào để cho nó biết. Tại sao tí lúc nào nó hát xong thì bao giờ hát đến câu nào? Bao giờ hát đi tinh thì lúc đấy anh lúc nào đến có xe thì thua rồi. Đấy. Có xe xong dừng lại để cho anh long lại nhá. Đấy, xong rồi ở trong mình ở Tuấn ạ, ố dê xong rồi long xuống ở trong mình cứ bị rét bé. Ai da rét quá như thế. Chơi. Rồi, thế này, đủ qua kêu anh nhỏ là đủ qua. Tâm hình. À, thế này, tư tưởng. Mày phải điên rồ tí nữa vào, phải tư tưởng nữa vào. Chơi. Thế này, chơi. Nụ cười em đánh rơi. Tôi vô tình nhận lấy. Kể từ ngày ông ấy, tôi thành kẻ tên tứ. Rồi, thế thôi. Đâu quá. Mày hát bao nhiêu xong. Rồi. Hát bao nhiêu xong.
giọng ca mình hay nhất khi trong nhà vệ sinh. Ôi trời ơi, mày đã chuẩn bị đi gặp em thêu của tao à? Ừ. Rồi. 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 Em thêu của tao à này. À. Mày. Mình đại học thư ký các bạn ạ. Vẫn là em thêu thùa may quá. Sao mệt quá Tuấn ơi. Dép dép dép. Dép. Dép not dép. Dép dép. Mày sao đứng mùi dép à? Thêu của tao chơi. Em thêu của tao à? Ấy. Rồi, cận đôi dép à? Cận đôi dép để xuống. Không để ngay ngắn à mày? Để cho nó để ngay ngắn vào đấy đúng rồi. Cho ướt, nhúng ướt đi. Mình ướt tay ra. Nhúng ướt vào thì mới cọ chứ, cọ cọ dép xong rồi gọi là khố cong. Thế chứ này. Từ từ từ, bỏ đôi dép ra rồi. Mày chơi. Rồi, bỏ đây ra. Rất cồng kềnh. Mày đi đôi dép với ra công viên đi đúng không? Ừ, ra công viên này. Đó rồi, sẽ rồi, thì nó sẽ... Dép bò tắt chết. He he he, xong rồi đóng cửa mà anh Lâm nói ra. Sẽ he 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 he, hiểu không? Cười ấy, kiểu tắm rửa sạch sẽ. Xong thì em theo sẽ... Đấy, xong rồi đi vào. Xong rồi Lâm xuống à. Cái câu đấy để do đầu tiên mày cứ nói thẳng chứ he là sẽ. Đấy, đôi dép. Nhìn ra ra, à thế à, xong rồi cầm đôi đôi dép đi nha, anh Long nha. Xong rồi hết. Cười như con dê được cái tốt. Tao cầm dép đi á. Cầm dép đi. Ok. Cầm dép từ đằng này này. Ok ạ, đó là. Ra đằng này để đi okay, okay. Nhây vào bay ấy vậy. Mày, chạy, diễn. Tắm rửa sạch sẽ, xong em theo sẽ. Thế là xong rồi đấy, xong một cành. Nào lên phòng vân tay. Nghe chưa? Ai để có bãi xít rồi đấy? Hay là bãi xít thật luôn? Không. Ở chung ảnh thế à? Chưa. Thế cảnh như dép vào bãi đấy à? Có. Thế ai để có bãi xít đấy? Anh Hải. Anh Hải. Em mua quả trứng gà. Anh mua quả trứng gà rồi. Em mua quả trứng gà xong rồi. Chỉ là cầm cái dép dơ lên cái dép lên xong rồi nhìn đấy thôi. Chứ không phải là nó cái bãi để nằm đấy. Vì là nó bôi vào dép rồi chứ không phải là cái bãi nằm ở đấy đâu. Để nó tìm cái bãi cho nó đổi dép của nó còn dẫm chân nó nhanh vào đấy mà. Ờ không không thấy có cảnh đấy. À tôi chết rồi. Cứu hai đúng không? Cứu hai đã quay đâu ông lại được mà. Chưa quay. Thế thì ở xóm trọ nhưng mà lúc đấy. Chưa mà. Quay đâu. Sao lại nợ? Đông cảnh quá. À đông cảnh quá. Thế là nợ đến mà. Một đúp em thôi. Một đúp em thôi. Một đúp duy nhất à. Các bạn thấy nó em gọi một câu xong rồi hành động phát xong. Cái gì nhở? Ra ngay. Theo. Em nhá, anh chuẩn bị đi học nhỉ? Ờ. Nhảy nhảy nhảy. Em có cảm giác là em chuẩn bị vào đây anh Long nhỉ em ạ. Ờ. Kiểu nó đang múa khen đấy. Múa khen. Cái đầu rồi nhảy cái đầu. Hey yeah yeah. Wait, what's up yo yo. Let's go. Mày chót nó à? Quay cảnh vân tây lòi lông ra đang sướng. Quay cảnh vân tây lòi lông ra này. Vân tây ơi. Vân tây sẽ lòi lông. Em không hiểu cái lông nách với cả lông gì. Lông nách với lông chân. Lông lấy tóc giả. Lông chân nhưng mà hiểu lầm thành lông ấy đúng không? Đi lấy tóc giả. Lông nách 10 năm. Tao khi ra nữa. Vân Tây phải quay cảnh lòi lông lắc lông chân thế là răng ngon gọi là thon. Ra cái răng. Chương trình mình điện thoại iPhone 13 thì. Chưa răng con. Nào bây giờ quay cảnh đằng trước đây. Các bạn gọi nhìn nha. Ấy giờ răng con là mở ra cái mở ra. Mở ra một lần. Lưu mặt cho tôi xem nào. Nhìn vào đây mở mặt có lại nhìn được không? Mở mắt ra xem tí. Nhìn vào đây nó nhìn nó mở nó hai ba ú à. Em không anh đang đi tập bốn. Mở xem tí đi. Mở xem tí.
Vậy các bạn tua lại vẫn là sẽ thấy ở trong nó có cái gì. Ở trên bếp của em có nhiều ảnh mà, lên đấy mà xem. Rằng còn có bếp. Rằng còn bếp. Bếp của em đăng ảnh cứ rèn 500 like một cái thôi. Cứ thế thôi. Thế thì các bạn hãy vào bếp của Yến Châu để xem nhá. Phỏng vấn là chỗ nào nhỉ? Đây. Đây luôn. Em đứng ở đâu? Phải đứng đây, phải đứng đây. Anh Hải lên tầng lấy tóc giả đi. Khoảng trống quần áo. Anh ơi, cái bộ tóc giả nào mà nó xấu nhất, nó xoăn thì anh lấy cho nó hai cọng nhỏ nhỏ đấy, nó làm lông lách với cả lông chân. Núp. Xong kệ chỗ kê cửa. Nhiều cái cảnh còn cảnh ở đây nữa à? Bắt hết vlog đi, em còn hai cảnh buổi tối. Tối rồi đấy. Anh Long thay quần áo để quay cảnh hai đi. Vai anh họ Hiếu Thảo. Về quê đúng một hôm. Mày lên. Nó giàu đấy, anh họ. Cái anh họ thôi, chả biết họ từ đâu đến. Cứ anh họ thôi. Vân gái gì Vân? Đó. Măng. Tôi cảm giác nó đang măng gì. Tí nữa các bạn nhớ tua lại cái đoạn mà Vân ấy ở dưới, tôi quay cái màn hình đang con nó giơ lên nhé. Đấy nhá, nếu mà ảnh đăng bếp thì nó là bình thường, nhưng mà ảnh tự nhiên lại làm hình nền riêng thì ôi giời ơi. Anh nền riêng với anh. Hả? Anh. Nó chính ló. Chính thằng chính ai đứa 4953 cân. Tập đôi 4953. Em cân chưa? Em đã nhịn cơm mấy ngày nay rồi. Em nhịn cơm mấy hôm nay rồi à? 50 cân. Tụ được 4 lạng. Bây giờ em đang rất đói. Rất đói à? Em nhìn luôn thì sáng mai hay ăn thì mai em sẽ tụt được 1 cân. Em thực ra em chỉ nhịn cơm một buổi tối thôi mà bụng em nó bé đến bao nhiêu. 4953, 49 rồi. 53 rồi. Cặp đôi 4953 của chúng ta. Ui phải 4 cân giống em luôn. Ui thế nó phải thế chứ nè. Cảm giác nhìn ở hai đứa học sinh cấp 2 nó yêu nhau xong cái cách đưa nhau vào nhà nghỉ. Đưa nhau vào nhà nghỉ cái người ta báo công an. Con. Nó anh hai núp ở ngoài là anh đi lại với cả bắt tập khách ở vào, xong bây giờ bắt vào cho anh bắt Vân Tây đi. Ở cái chỗ gần đường đi về nhà em có cái hotel tên là Vân Gia mà. Okay. Trưởng. Đi. Dạ. Bên kia tối hẳn đúng rồi. Tối rồi, di chuyển đến đấy xong rồi đèn đó là nó tối là vừa. Bốn cái quà xa nhá, chuyên dụng hết bốn quà xa nhá. Đây này là chuẩn bị đập đi. Đang cặp. Ăn đấy thôi. Chó vào. Lừa. Lúc đầu là từ chùm chăn mà không để lộ cái váy. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Chân ra lông của anh. Nhưng mà em hôm qua em gặp em vẫn không hiểu quay cái gì. Hả? Hôm qua em gặp em vẫn không hiểu quay cái gì. Tí nhá, tí em gắn cái lông ở lên này. Thế xong rồi nó thòng lên đây. Thì coi như là lông đùi đi. Cũng bình thường thôi. Không phải là làm như thế. Đấy là người ta tưởng tượng, đấy là những người mà không bật đèn. Còn thực ra là nó đang không đến, đang làm gì ạ? Đang lắc cái chai gì ạ? Cái gái. Quá mượt. Ôi. Ô thế thì theo chưa được nhìn thấy cái cảnh mà cái đầu nó thòng trên tầng xuống rồi. Ui thề nhá. Em ở đi trong phòng luôn rồi. Em có nghe cái mồm kính để đâu vậy? Anh Long cầm. Em cũng sợ nghe. Anh cắt cho nó cái sợi gì mà bằng hai ngón tay vào anh ạ. Hai ngón tay vào. Đấy, tầm đấy được rồi, tầm đấy. Cho nó thòng nữa. Ui, bộ tóc giả. Vào đây. Cho nó dài nhất có thể vào anh ạ. Sơn Minh em vừa bắt đầu rồi chị Yến. Tao tao lại mày Tuấn ơi. Lại cái lớp em cả Dương Minh em bắt đầu. Con Nhung nó đẻ chứ mày có đẻ đâu. Không em đẻ này. Anh không đẻ đâu. Cảm giác như con Nhung nó đẻ nhưng mà thằng Tuấn nó quên não ở bệnh viện này. Đây em cho anh mượn. Đừng cho nó mượn mất đấy. 300 đấy. Là em ấy à, bị phá 300 ạ. À. Đúng vậy. Nghĩa là nó làm nó là chị Ân. Gì? Vân mặc áo cổng đang giơ nách nhưng mà bên dưới mặc váy dài đang trùng chăn thì bây giờ là. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên nó giơ nách trước. Giơ nách rồi. Hai cộng thôi. Đấy được rồi đấy. Đấy là một chỗ, đấy là một đây là nách, một cọng nữa và chân nữa là cho em. Vãi chưởng. Như thế luôn, cái gì nữa. Thì tí nữa đầu tiên nó tưởng là có mỗi lông nách thôi nhưng mà tí nó đứng lên váy nữa thì váy nó cầm váy nó lên như này thì nó cầm nó tóc lên đến đây thì nó sẽ lộ đây. Đấy tứ quay sau đúng không? Ừ. Thế là lông phải ra lông. Tôi vẫn phải đứng lên như này này.
đấy. Bước cái khó khăn nhất là để cho cờ rút nó quay phim cho mình cảnh quá là bựa nhân các bạn ạ. Hay là chúng nó ở với nhau nó bựa nhân hơn rồi tôi không biết, tại vì Face ID còn không dám mở mắt ra cho thử xem có mở được không cơ mà. Quá là kinh khủng rồi, chỉ biết mỉm cười đỏ mặt thôi. Cái gì? Tôi thề với các bạn như ở trong cái công ty này mà có đứa nào manh nha với nhau là hôm nào mà gặp tôi là chết hôm đấy. Chúng nó đi làm nhưng nó chỉ có ước là đừng gặp chị Yến quay về lớp thôi. Chùm chăn là Dung mình lâu như anh yêu con mình, anh vẫn là sếp gì ấy. Đâu, Nhung Long nào? Đấy. Anh Long, chị Yến của mình là em. Nói chị Yến là em nói chị Yến là chị Nhung là có một sâu viễn ở chỗ. Đây. Cái con này gì rồi, nói đi mày nói cho kịp từ từ. Là anh Quang với cả cái Nhung mà mới vào công ty là nhau. Đỗ Nhung. Anh Hải cũng là đang Long vào là Long không thích điều này, anh chồng chị vào công việc là anh vẫn là sếp nhé. Thế là Long có nghĩa là kiểu nhân viên anh cho yêu nhau đúng không? Ừ, kiểu đấy, Long không thích điều này đấy. Thế là đã giữ chốt quả Đỗ Nhung rồi. Em làm gì đâu mà. Thế tao bảo gì đâu mà mày nhớ định đặt lên. Thế nào người ta cứ đổi mình tin chứ. Là anh hãy nhìn thẳng thẳng em có làm gì đâu mà mở mắt tao ra. Không làm gì cả. Lâu mách đấy. Nào để cho cơ rút làm sao nó mách con nào. Cháu với chú rồi ạ. Lâu mách. Ám sát nhanh nhau. Nó gấp có cái áo này cơ mà. Đấy, đấy còn sao phải quay phim. Tí lại còn bắt đặt tải chứ lại. Nó đen sao lắm này, răng con nó còn mặc áo đen thì không lộ mấy. Thôi thôi, tí thì nếu mà tí mà em chải nhá, em cầm em chải em vuốt ra như này luôn. Đi chuyển thuốc à? Vân có áo màu khác không Vân? Hôm nay em mang đủ áo màu đen. Ôi trời ơi. Áo khác đi cứ nổi lông nách. Quay là nó lộ rõ cái lông nách với lông trần nó được. Khó. À là mấy đen nữa cơ. Khó thế chứ nệ. Ai ăn bánh gà? Hơi buồn đấy. Chút nghe ăn bánh gà. Bánh gà gì? Bánh gà mà ngay chỗ này đấy. Ở Vinaconex ăn không? Sao bánh gà lại Vinaconex? Bánh gà ở chợ ở góc vừng nhỉ? Mới. Bánh gà không có tẩy. Anh mua thì em ăn, mày bảo thế rút hết không thì? Đang làm cân rồi. Bây giờ biết rõ nhau quá nhờ Trang nhờ trả lời thay trước luôn. Ôi giời ơi. Chắc là 4953 là cùng nhau giảm cân. Cái cảnh này mà quay. Này. Nhìn ai được với ạ? Đứng nợ cảnh ạ? Cảnh nó cảnh gì? Em có 12 công thoại. Ở đâu cái gì? Nghe đọc, xong em quay đầu quay hộ với Dương. Ờ. Tao ạ, mà kêu gọi cho anh Long bón lên đi. Ờ. Tí là mà chẳng quay. Còn mất tay đi. Em có 2 câu thôi. Ừ, mai 2 câu cũng mai. Mai chưa tìm tiếp, tôi tát chết. Chưa tìm trong ngành kêu quay quảng cáo. Anh ơi, lượt xem chưa anh ơi. 2 quảng cáo một ngày. Hẹo luôn. Phải trưởng 2 quảng cáo một ngày. Tại vì thế đấy. Quay kiểu đấy. Mà có mới đúng một bộ vật phẩm. Em có phải gì luôn. Có. Mày thoát tới làm được cả con. Đi làm 3 năm rồi vẫn sợ review. Không sợ. Em thích à? Nó sợ. Ừ, bình thường em. Ở nhà em vợ em chăm con. Ừ. Vợ em chăm con nhưng mà em mỗi gần ngủ ở bên cạnh thôi. Ừ. Có ẹ lại là em dậy, em thương con em dậy. Ừ. Xong thì xem. Thế là thành ra em mất ngủ. Thế xong mày có bế cho nó không? Thằng mất dạy. Em có thỉnh thoảng gọi em bế rồi sáng sớm dậy em bế. Lúc sáng sớm nó ngủ rồi chứ chẳng biết được. Nó dậy rồi sáng sớm nó dậy rồi. Thay bỉm cho con bao giờ được? Thầy sỏi rồi thầy. Tay em đã dính đầy mùi xít. Em mà thấy được. Tâm sự ông bố trẻ. Nó mưa ăn. Nó có mà. Lúc này lại chất lạc đâu em cứ thấy mình nghịch tí em lại chất lạc. Nhìn thấy đâu.